Màn ảo thuật nấu nhanh bắt đầu. Nhờ gia vị nêm sẵn trong bột chiên giòn hải sản Achiquick mới, chỉ cần pha bột với nước và nhúng nguyên liệu vào để chiên thật vang giòn. Siêu ngon mẹ ơi. Tôi muốn cánh gà nấu mẹ ạ. Rất dễ với bột chiên gà giòn Achiquick. Chỉ cần sắp bột với cánh gà là có thể chiên ngay. Achiquick nhân mà tuyệt ngon. Ajinomoto.